Đây có phải là cách quay video để cho cái mặt nó đẹp không, mà quay về mỗi tay với mấy bạn ơi. Trời, để xa vậy sao mà nghe nói gì, để gần vậy nè thì mới nghe được nói chứ. Mấy bạn phê phán nhan sắc của mình là mình tuổi khỉ, bây giờ mình đánh son nè, xong đánh mắt hồng nè, mà thấy có đẹp hơn tí nào đâu. Xấu bẩm sinh rồi. Đã nói rồi, đừng có xem trọng hình thức, coi cái nội dung mới là gì. Trời, hình thức thì có thể thay đổi nè, đó, thấy chưa? Mà gần vậy cũng có sao đâu. Bởi vì ta nói Việt Nam mình sĩ diện quá à. Với mấy bạn á, đừng có xem thường cái video nha. Ngày xưa bác Hồ là núp ở trong hang bắt bó ha, trong rừng gõ quá trời luôn, mà có ngày hôm nay Việt Nam ra nông nổi này đó. Bởi vì á, thay vì mình gõ, mình làm video thì nó cũng như nhau thôi. Mình noi gương bác. Chứ mình nói cho các bạn biết nha, hồi mà năm 95 đồ này kia chưa có internet á, tôi nói thì tôi rất là cuồng bác Hồ. Nhưng mà từ năm mà 99 á, tôi lên internet á, cũng tại Google, Facebook, rồi Wiki, rồi YouTube á, mà nó ra nông nổi. Người Việt Nam rất là thông minh. Chẳng hạn như tôi nè, đó tôi cũng từng hả ngu á, nhưng mà đến khi mà tôi nghe nhiều người nói, cả ngàn người nói, cả trăm tờ báo nói, thì tôi phải nghĩ lại chứ. Nên mấy anh chị ở nước ngoài cũng từ từ. Tại vì có những người người ta chưa có thông tin, có những người ta thiếu thông tin, chứ không phải là người Việt Nam ngu hay là con lừa hay gì, đừng chửi người ta. Tại vì nếu mà chửi chắc chửi tôi đầu tiên. Tôi hỏi mấy anh chị nha, bị tẩy não nhồi sọ thì mất đến 40 năm. Mà bây giờ hả mấy anh chị chỉ có mấy năm thôi mà muốn người ta hiểu mấy anh chị rồi. Mấy anh chị chửi cha mắng mẹ rồi, nên nói người ta con lừa đồ ngu là mấy anh chị sai rồi. Còn những người già hai thứ gốc tại sao người ta vẫn chưa hiểu, là tại vì người ta có lên uy tín, có lên Google đâu mà lên. Người ta cũng đâu có thời gian lo làm ăn thấy mẹ luôn, sợ đói thì đi lấy gì coi thông tin. Rồi làm ăn hả về hả mệt quá rồi, không còn con mắt nào để mà mở uy tín. Có những người buôn gánh bán bưng chân lắm tay bùm, lấy gì người ta tiếp cận công nghệ, lấy gì người ta biết. Bởi vì phải thông cảm đi, từ từ chứ. Từ từ cháu nó cũng sẽ nhờ, an tâm đi. Bây giờ không chuyện, không lên internet thì cũng chuyện miệng à, an tâm đi. Bởi vậy mình mới nói là nhét ý nghĩ của chúng ta vô đầu của một con người mới là cái vấn đề. Và vấn đề đó đã có người làm được. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta, từng con người, từng cá thể không làm được cái điều đó, sẽ làm được thôi. Nhưng mà cái vấn đề là phải cho thời gian, phải cần thời gian. Với lại các bạn, các anh chị phải nói chuyện tử tế với người ta, chửi người ta ngu như bò, ngu như heo hay là con lừa, con cừu, rồi tùm lum tà la, gieo thù hận, gieo cái gì đâu không thì lấy gì người ta nghe. Mà những người như tôi và những người trong nước mới thay đổi được đất nước, chứ không phải là quý anh chị đâu nha. Quý anh chị ngồi gõ, ngồi chửi đồ này kia là không có được. Quý anh chị cũng phải coi lại đi chứ. Mình chỉ là người xúc tác thôi, gián tiếp thôi. Thậm chí thuế má rồi này kia còn người ta còn chưa hiểu được nữa thì lấy gì người ta hiểu đến cái gì. Bởi vì cái gì cũng phải từ 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 tốn. Học ở bên Tây, quý anh chị ở bên Tây thì quý anh chị phải cư xử đúng cái lối Tây phương á. Chúa nói một câu, họ không biết họ đang làm gì đâu, bởi vì họ vô tội, nên đừng có bao giờ mà xem họ là tội nhân. Họ không biết thì họ không có tội, từ từ họ sẽ biết, từ từ họ sẽ hiểu. Cái vấn đề là thời gian. Tụi tôi trong nước tụi tôi cũng buồn lắm chứ đâu phải không đâu. Nhưng mà biết làm sao bây giờ. Bây giờ tay không tất sắc, không có tiền, không có quyền, không có gì hết trơn á. Giờ chỉ có cái Facebook, có cái YouTube, có cái Google thôi. Đó là cái khởi điểm bắt đầu. Còn hơn như ngày xưa không có gì cả, không biết làm gì cả, kêu trời không thấu và không biết gì luôn. Bây giờ là đỡ lắm rồi đó. Nhưng mà cái gì cũng phải cần thời gian từ từ, và phải tử tế với những người họ không biết gì. Tôi nói thiệt với mấy anh chị phải phân biệt giữa bị lừa và coi như là cố tình không hiểu. Người Việt Nam mình thông minh lắm, rồi họ sẽ hiểu thôi. Đến một giai đoạn nào đó họ sẽ hiểu thôi. Đọc tin ngư dân chết, rồi đọc tin hả tổng bí thư thì quyết giữ đảng, quyết ôm giữ hòa bình, không làm gì là tụi tôi buồn lắm rồi. Mà còn chửi tụi tôi ngu thế này nọ kia là tụi tôi hả đau lòng lắm luôn. Tại ngày xưa nè tôi cũng thần tượng bác Hồ lắm, tôi còn ước sau này lớn lên vô đảng để làm chủ tịch nước thế này thế nọ kia. Nhưng mà bây giờ tôi mới biết là không có gốc rễ ba đời, không có bề thế sao mà vô được để bảo vệ đất nước. Mà hồi xưa tôi cũng nghĩ là những người mà học ở nước ngoài về là được tuyển dụng thế này thế kia, tôi đâu có biết là ra nông nổi này đâu.
bây giờ tôi cũng mới biết thôi. Rồi cái vụ thuế má rồi tôi cũng mới biết, tôi mới chia sẻ đây thôi đó. Rồi từ khi có internet rồi tôi cũng mới hiểu ra vấn đề tùm lum hết. Tôi nghĩ là các em học sinh, các chị, các mẹ nội trợ và những người già tuổi rồi này kia, họ từ từ họ sẽ biết thôi. Thậm chí tôi nghĩ những người trong chính quyền họ cũng hiểu chứ không phải không đâu. Mà bản thân họ cũng chỉ là con cờ và họ bất lực thôi, chứ không phải là họ không muốn tốt hơn đâu, tôi nghĩ vậy. Còn mấy người mà nói à, nếu mà chiến tranh với Tàu á hả, tôi chạy trước hay ai đó mà hung, coi như là hăng máu chạy chứ không dám đâu. Tôi nói thiệt, chính phủ hô lên đi, tôi đầu quân đầu tiên luôn á. Nếu thử lên báo lên đài hô lên đi, tôi nói thiệt, nhiều triệu thanh niên và nhiều triệu người nam phụ lão ấu họ đầu quân hết á, nhưng mà vấn đề là có dám trao vũ khí cho tụi tôi không, để tụi tôi đánh Tàu giùm cho. Mấy bạn nghĩ sao mà nói dân Việt Nam nhát thế này thế kia? Ủa, có biết hả lịch sử Việt Nam mà chống Tàu số 1 không, đuổi Tàu số 1 không? Đất nước bé tẹo mà Tàu có bao giờ mà họ xâm lấn và đổi thành một nước khác bao giờ chưa mà nói nhát? Các bạn có biết bảo vệ một quốc gia nghĩa là bảo vệ chính mình và bảo vệ gia người thân gia đình không mà các bạn nói là hả người Việt Nam nhát? Đụng đến quốc gia tức nghĩa là đụng đến gia đình, đụng đến con cái, đụng đến cả dân tộc mà các bạn nói nhát là nhát làm sao? Bây giờ chưa đụng đến con cái anh chị em trong gia đình bạn thử đụng đi. Ví dụ ai đụng vô hả anh chị em trong gia đình tôi đi rồi sẽ thấy tôi có nhát hay không. Chứ đừng nói người Việt Nam nhát. Đụng đến lãnh thổ, đụng đến quốc gia, nói sao người ta nhát. Người dân Việt Nam đang chờ câu trả lời từ chính quyền 2 năm qua về cái vụ biển đảo chứ không phải là người ta nhát. Người ta đang chờ vì tôn trọng chính quyền thôi. Chứ nhát cái gì? Thiệt chứ, mình đăng những cái độc phẩm mà Tàu mang sang đầu độc người Việt Nam mình trong thức ăn, từ sữa đậu nành, rồi từ ly tách sành sứ, từ nước mắm, nước khoáng vân vân. Có nhiều bạn nhảy vô nói, người Việt Nam ác độc quá, cái này đâu có thể nào mà trách đảng, trách quản lý thị trường, trách này kia, là do dân Việt Nam mình ác độc quá. Đúng rồi, người Việt Nam rất ác độc. Không phải là tại Tàu đưa qua đâu nha. Và không phải tại đảng hay là những người quản lý thị trường đút vô miệng của các bạn mà tự các bạn làm đúng không? Nói như các bạn, vậy là tôi và bạn và các bạn quản lý thị trường à? Tôi và các bạn cho nhập khẩu những cái đồ độc đó à? Và tôi và các bạn là người sáng chế ra những cái độc phẩm đó à? Tôi là rất thắc mắc tại sao các bạn không thắc mắc cái nguồn gốc của nó mà các bạn chỉ đi trách cái ngọn. Tôi không hiểu nổi suy nghĩ của các bạn. Nếu là tôi không bao giờ đầu độc các bạn. Ngày hôm nay tôi đói quá, tôi không biết làm gì. Nhưng mà nếu tôi bán những cái độc phẩm đó, tôi được chén cơm ăn, tôi sẽ làm. Nhưng mà ai khiến tôi đói? Ai khiến các bạn đói? Ai khiến các bạn nghèo? Nhưng nếu tôi có một cái cuộc sống no đủ, cái cuộc sống không có thuế má chồng chất, cái cuộc sống mà bây giờ rầy đây mai đó vô gia cư, thì tôi không bao giờ làm những điều đó. Giáo dục của một quốc gia là do chính quyền mình nắm giữ. Và thậm chí bất cứ hàng hóa, một con kiến nó lọt qua cửa khẩu cũng là do nhà nước mình quản lý. Vậy thì tại ai? Mà sao các bạn nói người dân Việt Nam của chúng ta độc ác? Các bạn nói người Việt Nam độc ác, các bạn hãy nghĩ lại. Ai là người có khả năng ngăn những cái độc phẩm đó đi vào thị trường? Và chúng ta đóng thuế để làm cái gì? Có phải để nuôi cái người ngăn cái độc phẩm đó đi vào thị trường hay không? Mà sao các bạn nói dân Việt Nam độc ác? Ai là người chịu trách nhiệm giáo dục? Tôi giáo dục con bạn à? Bạn giáo dục con tôi à? Không. Chúng ta đóng thuế và đưa con cái chúng ta đến trường. Và những người dân cũng vậy. Vậy các bạn suy nghĩ lại đi. Khi mà nói người Việt Nam độc ác, ai là người quyết định kiện Tàu cho chúng ta? Ai là người sẽ đối chất với công ước quốc tế, luật pháp quốc tế cho chúng ta về cái chuyện biển đảo? Mà tại sao các bạn nói người Việt Nam hèn? Và sao các bạn nói người Việt Nam ác được? Và bạn nên nhớ, cái người thống trị giáo dục và quản lý thị trường là 3 triệu người chứ không phải là 90 triệu dân. Nên các bạn không được phép nói người Việt Nam ác và các bạn không được phép nói người Việt Nam hèn. 3 triệu người đó là thiểu số. Còn chúng ta nè, chính cộng lại mới là 90 triệu, chúng ta là số đông, chúng ta là chân lý. Ok, về cái phương diện này chúng ta là chân lý, nên người Việt Nam không ác, không hèn.
3 triệu người đó là chúng ta nuôi họ, và họ không làm theo những gì chúng ta nói thì chúng ta không thể tự trách mình được. Chúng ta không thể áp dụng cái câu của Tào là tiên trách kỷ hậu trách nhân. Cái đó là cái câu trong tình cảm bạn bè gia đình chứ không phải một quốc gia. Tôi rất thất vọng và tôi thấy các bạn đáng thương lắm. Các bạn không biết nguyên nhân như thế nào và nó sai như thế nào, và các bạn không biết trách ai luôn. Các bạn đáng thương vô cùng. Tàu Cộng không dùng một binh một tốt mà đưa hết độc phẩm này đến độc phẩm kia để tiêu diệt toàn bộ dân tộc Việt Nam, mà các bạn ngồi đi trách lẫn nhau. Biển đảo thì bị nó chiếm đóng mà các bạn ngồi đi trách lẫn nhau. Các bạn đang muốn cái gì? Các bạn đang muốn bám víu cái nỗi sợ hãi của các bạn bằng cách đổ tội cho lẫn nhau đó hả? Đúng rồi, dân với dân đổ tội cho nhau thì an toàn, đúng không? Còn nếu mà đổ tội hả, đúng một cái nguyên nhân á, thì các bạn sợ hãi. Các bạn không muốn đối diện sự thật cái nguyên nhân là từ đâu ra, đúng không? Đúng không? Thì các bạn xứng đáng chết dần chết mòn trong ung thư và từ từ, và một cái nơi hòa bình không tiếng súng. Nhưng mà bệnh ung thư ngập tràn. Được rồi, tôi và các bạn ôm nhau chờ chết cùng nhau đi ha. Tử thần không có ở trong tiếng súng hay trong bom đạn, mà trong bệnh viện á. Tôi và các bạn sẽ đợi án tử từ bệnh viện đưa. Bây giờ ăn cũng chết, mà không ăn thì đói chết. Đằng nào cũng chết. Ok, tôi với các bạn ôm nhau mà chết đi nha. Chúng ta chết dần chết mòn đi nha. Ok, rồi tự trách nhau luôn đi nha. Chắc cho đến khi xuống địa ngục. Phải rồi, nhà nước luôn đúng, đảng luôn đúng. Bạn Tàu tốt lắm. Ok. Và chỉ có dân Việt Nam chúng ta độc ác và hèn mọn, và chúng ta xứng đáng xuống địa ngục cùng nhau đó. Đó, rồi xong chúng ta cũng biết ơn đảng và bác. Chúng ta chết trong sự biết ơn. Ok, chúng ta biết ơn và chết trong sự biết ơn. Như vậy đó chính là kiếp người thành công của người Việt Nam. Ok, các bạn quá lương thiện. Lương thiện đến mức mà tự dối lòng, tự dối mình, dối người. Tôi thấy người Việt Nam vô cùng đáng thương. Hôm qua mình share một bài báo về một sản phụ thiếu mất một quả thận. Các bạn muốn đọc bài báo đó thì xem trên link mô tả đó. Thiệt là buồn và đáng buồn. Đáng buồn ở chỗ là mọi người không chửi nhà báo mà chửi mình không. Chửi mình không có kiến thức về y học. Tại vì năm 2006 chị đó mất thận, mà năm 2015 thì mới tố lên báo Lao Động. Báo Lao Động là báo của đảng chứ bộ, phóng viên cũng của đảng đào tạo chứ bộ, chứ đâu phải mình. Mà theo những người học y khoa nói là năm 2006 Việt Nam làm gì có đủ khả năng, mà nhất là bệnh viện tỉnh nữa, để có thể mà lấy mất một quả thận của sản phụ, đúng không? Thì cái đó mình đâu có biết đâu. Xong cái mình đọc mình hoang mang quá, mình nói chết cha rồi, chắc thằng Tàu nó lây nhiễm cái bệnh mà kinh doanh nội tạng. Tại vì bên Tàu hả, có cái nhóm Pháp Luân Công bị Tàu hả bắt nhốt để mà lấy nội tạng rồi buôn bán nội tạng quá trời. Mà cái tin tức này báo nhà nước của mình đâu có đăng đâu, tại bạn Tàu rất là thân thiết với nhà nước của mình. Với giả lại một số tin tức gần đây mình không có thích bệnh viện của nhà nước cho lắm. Đó, vaccine tiêm chết quá trời. Nên mình mới ghi là chắc bắt chước Tàu. Còn thôi các bạn đừng có tin bệnh viện nhà nước nữa, cứ đi vô bệnh viện quốc tế nếu mà có khả năng. Dù vậy nó cũng an tâm hơn. Chứ bây giờ tiêm vaccine chết tùm lum hết rồi, đã vậy mà còn xếp hàng này kia nọ nữa, tội nghiệp. Xong cái mấy bạn nó vô chửi mình quá trời, nói mình gây hoang mang lòng dân, nói mình dốt, nói mình bị cười vô mặt, nói tùm lum tà la. Nhưng mà các bạn đó quên một vấn đề là mình đâu có phải là người viết cái bài báo đó, mình chỉ share thôi mà. Các bạn biết đó, mấy bộ trưởng nói dân trí mình thấp. Thì đúng rồi, mình cũng thuộc nằm trong cái diện dân trí thấp đó, nên báo đảng đào tạo phóng viên làm sao, viết làm sao, rồi duyệt làm sao, mình tin vậy chứ bộ. Tự nhiên các bạn đó nói cái trang của mình đông nên mình gây hoang mang lòng dân. Ủa, trang mình đông sao bằng báo của đảng? Mà mình buộc cho mình viết là Tàu Cộng thế này, Tàu Cộng thế kia, bệnh viện nhà nước thế này thế kia là mọi người tin mình sao? Túm lại cái vấn đề ở đây là báo Người Lao Động, phóng viên Người Lao Động viết một cái bài như vậy chấn động, làm hoang mang lòng dân, tức nghĩa là dân, tức nghĩa là mình nè, chẳng lẽ mình không phải là dân nên mình mới viết vậy, đâu phải lỗi của mình. Túm lại thêm một vấn đề là sau khi quý anh chị quý bạn đọc báo ở trên trang mình á, thì túm lại là các anh chị á,
phải trách nhà báo, trách báo của đảng chứ mình đâu phải là nhà báo rồi sao trách mình. Mình đâu có được đào tạo bởi đảng. 700 tờ báo của đảng toàn là do đảng duyệt bởi ban biên tập, tổng biên tập của các tòa báo chứ đâu phải mình đâu. Mình chỉ là share lại thôi, và khi mình share lại mình phát biểu một ít cảm nghĩ riêng tư, cảm nghĩ là vô tội mà. Đó, các bạn không tin thì các bạn vô đọc cái bài báo ở trên mô tả của mình đi. Nếu mà các bạn đọc xong mà các bạn không nghĩ giống mình cùi luôn á. Còn những bạn nào mà nghĩ khác mình thì chúc mừng các bạn đã thoát khỏi dân trí kém. Nói chung báo của đảng toàn là láo toét, duyệt tùm bậy tùm bạ, chỉ có giỏi ca ngợi đảng ca ngợi bác, còn nhiêu là tùm lum tà lao. Sở dĩ mà mình biết tào lao nhưng mà mình vẫn share là tại vì muốn tất cả mọi người biết cái sự tào lao đó, biết rằng báo của đảng là tùm bị tùm bại, nghĩ sao mất nội tạng năm 2006. Mà mình share là để cho em cháu rồi bạn bè trên trang của mình coi, mình đâu phải là cái nhân vật gì ghê gớm đâu mà các bạn chửi mình dữ vậy. Ngon lên tòa soạn báo chửi báo Người Lao Động để complain với đảng. Các bạn giỏi tấn công cá nhân sao các bạn không viết mail cho nhà báo, hay là các bạn viết thư cho nhà báo gọi trên hotline của tổng đài ban biên tập để mà complain cái người phóng viên viết cái bài đó, hay là lên tòa báo để mà complain. Mình thấy có nhiều bạn tấn công cá nhân thì mạnh miệng lắm, xong giỏi tấn công đảng hay tấn công nguyên cái tòa soạn hay nhà báo, hay là do tất cả họ là đảng viên nên không dám. Còn biết mình phải đảng viên á nên tha hồ tấn công. Chốt lại là các bạn hay trách cái ngọn, ngọn là những người như mình, những người share. Các bạn không biết trách cái nguồn là những người viết báo đó. Cũng giống như chuyện thực phẩm mà bị độc hại, các bạn chỉ trách những người bán, những người ăn, những người mua, mà các bạn không trách ai cho nhập mấy cái đó vậy, ai cố tình cho tuồn mấy cái đó vô Việt Nam. Còn cái chuyện mà trẻ em bị tiêm vaccine chết, ủa vậy sao các bạn không ngon tự trách chính bản thân mình, đưa vô lộn bệnh viện hay là bầu lộn bộ trưởng Kim Tiến hả? Cái ngọn và cái nguồn nó khác nhau ở chỗ đó đó. Hay là các bạn quá sợ hãi rồi, các bạn chỉ biết trách cái ngọn mà các bạn không biết trách cái nguồn. Cũng như bài báo, cái bài báo sản phụ này, các bạn chỉ biết trách tôi là người share link, ok. Nhưng các bạn nghĩ lại đi, tôi đâu phải là người viết bài báo và tung bài báo hay duyệt bài báo đâu. Các bạn cũng đang trách cái ngọn đó. Có phải các bạn thấy cái ngọn dễ trách không? Tại vì cái ngọn chỉ là cá nhân cá thể thôi. Các bạn không dám trách một cái tập thể à. Và các bạn không dám trách những cái người cao cao tại thượng trong cái tập thể đó à. Các bạn chỉ là một số người hèn nhát chỉ biết tấn công cá nhân thôi. Và các bạn thấy người nào vô hại, tay không tất sắt, không có tiền quyền thì các bạn tấn công. Các bạn chỉ đến mức hèn vậy thôi. Mình thấy dạo này nhiều người rảnh ghê. Hết rảnh vô hỏi khi nào Hồ Thị Xuân Hương vô tù. Người ta đã nói đi sang hỏi luật sư á. Giờ đến hỏi nhận nhiêu tiền phản động. Thấy mình nhiệt thành chống Tập Cận Bình, nghĩ là mình nhận tiền này tiền nọ. Sao trong đầu của mấy bạn lúc nào cũng tiền tiền tiền, và mấy bạn vô cảm đến mức mà không thấy ngư dân chết hả? 2 năm qua không những ngư dân chết mà chiến sĩ chết ngoài biển đảo bộ không thấy hả? À phải ha, chắc là không có coi tin tức báo chí. Đảng, mấy tờ báo của đảng đâu có đăng đâu, đăng lác đác. Và thậm chí đăng có một vài tin lấy gì biết. Và chắc cũng đâu biết mất mẹ 7 đảo rồi đúng không? Và cũng chắc cũng đâu biết là đéo có kiện đúng không? Thấy Philippines kiện không à, đúng không? Thiếu thông tin, mù thông tin mà vô hỏi hỏi tào lao, chửi thấy mẹ luôn bây giờ à. Cái vụ Hồ Xuân Hương á, tôi cũng thiện nguyện làm, có ai trả lương cho tôi đâu. Mấy bạn trả lương chắc, mà mấy bạn vô hỏi, ủa có trả lương không, hỏi mà tôi trả lời. Tôi có trả cho luật sư á, thì đi hỏi luật sư đi. Còn trang của tôi ghi tin tức, tôi ghi tin gì kìa mẹ tôi. Ủa bộ nhận tiền mới ghi mấy cái tin đó hả? Mẹ không thông báo đến lúc nào đó tự nhiên bắt đi học tiếng Tàu hồi nào không hay á.
sống mà đéo biết thông tin còn hỏi. Tối ngày hỏi phản động cái quần què, có biết phản động là cái gì không? Hả? Những cái đứa mà không chịu kiện tàu, đón tàu á, đàn áp dân á, cái đó là phản động á. Những cái đứa mà tối ngày đi xè tay mà xin tiền viện trợ, mượn tiền của thế giới á, đem về bắt dân cày còng lưng, những cái đứa tham nhũng là phản động á. Ủa mẹ nghĩ sao vậy? Tập Cận Bình vô đứa nào cũng lòn hắn, tự nhiên hả tẩy chay Tàu Cộng, phản đối không hoan nghênh Tập Cận Bình là phản động, nghĩ sao vậy? Mấy người mà hỏi cái câu đó tôi nghĩ mấy người không biết là người của quốc gia nào, không thấy ngư dân mình chết, dân tộc mình chết vì tàu hả trời. Mà đâu phải chết vì hàng ngàn năm qua đâu, hay là hàng trăm năm qua đâu, mà mới đây gần đây nhất 2 năm nay nè, sống banh con mắt mà hả, mò thông tin đi, chịu khó đi coi những cái thông tin nước ngoài đi, báo chí Việt Nam nó không có đăng cho đâu. Hỏi trả bao nhiêu hả? À mỗi lần đăng là 10 20 ngàn đô một cái status á, đánh không? Vậy làm phản động đi ha. Tôi nói cho các bạn biết, nói những cảm xúc suy nghĩ của mình, những bất mãn, những cái cảm xúc nó là vô tội, không có thể nào mà nói là phản động được. Đầu óc hả phải nói là bị dòi sọ tẩy não không biết bao nhiêu đời rồi mà còn không nhận ra nữa. Tôi thấy những người mà vô hỏi tôi ấy, những người đó mới thật sự là nhận tiền á, và những người đó mới thật sự là phản động á. Những người hỏi có phải bạn phản động không là những thằng phản động. Ken hay người Hùng Ấn Độ có một câu: bạn chỉ là sản phẩm của bạn nghĩ thôi. Còn Phật có một câu: cái ta nghĩ sẽ là cái ta là. Bạn nghĩ tôi thiện là bạn thiện trước tôi, còn ngược lại đó là bạn ác trước tôi á. Sống ở đất nước gì mà hãy giáo dục con người, một làm cái gì đó là phải vì tiền, còn không thôi á là không làm, vô cảm làm lơ. Á một cái xã hội gì á, coi như là yêu đảng yêu bác quá, làm lơ hết trơn à. Đến khi thấy người này người kia nói thái độ của họ bày tỏ khác mình cái là phản động, chống chính quyền, có bị khùng không vậy? Tôi thấy mấy người nên vô biên hòa đi, nhà nước xây biên hòa là thích hợp cho mấy người lắm luôn á. Dạo này tôi rất là làm biếng gỡ để chửi từng đứa, tôi làm video là chửi chung hết á. Tụi mẹ không có thời gian đâu mà gõ gõ hay là coi hả hàng trăm cái bình luận. Bà mẹ Việt Nam cút xéo cho bà, trang của bà không thích bất đồng chính kiến hay là cảm thấy bà xấu xa đê tiện bị ở vô liêm sỉ cái gì đó thì xéo mẹ nó đi, ai kêu theo dõi ai kêu đi vô bình luận hoài trời, đủ hoài sao đéo đi, bực bội à. Sống có ích một chút đi, ở đời ngoài từ thiện ra còn có một việc có ích nữa, đó là từ thiện tri thức, từ thiện thông tin á, cho người ta cái thông tin á để người ta khỏi bị lừa á, đó cũng là một dạng từ thiện nữa. Về làm đi, lấy cái thời gian đó mà chăm chút chia sẻ thông tin cho con cháu mình á, để nó lớn lên nó khỏi bị lừa, nó khỏi bị nô lệ á. Ok, trời ơi rảnh háng quá, qua trang người Mình khác là một hoài. trang cá nhân bình thường thôi, mình không phải nghệ sĩ, không là ai hết trong cái xã hội này, mình chỉ là chính bản thân mình và như bao nhiêu người online Facebook thôi. Thì mình cảm thấy bức xúc cái gì thì mình nói cái đó, rồi bức xúc quá thì làm video thôi, chứ có biết nói sao giờ. Bây giờ ở xã hội này muốn kiếm một người tâm sự hay tâm sự với gia đình về chuyện chính trị đâu có ai thèm nghe đâu, thì buồn quá lên Facebook tâm sự với các bạn đó. Nhiều bạn vô xúc phạm mình, nói mình nhận tiền của Việt Tân, nói mình nhận tiền của người này người nọ người kia, rồi còn nếu mà mình không có đoán là mình không bị gì thì chắc mình là Việt Cộng hay là cái gì đó của chính quyền. Không, mình là phe của nhân dân, nghĩa là ai làm tốt cho dân dù đó là ai mình cũng ủng hộ, và ai ảnh hưởng đến người dân và khiến cho người dân khổ sở là mình không ủng hộ và mình sẽ lên án vậy thôi. Mình thấy làm một cái video như thế này đâu có gì đâu, thay vì bạn nói chuyện điện thoại hay là thay vì bạn nói chuyện với gia đình thì bạn thâu hình lại thôi. Ủa nó có gì lớn lao và nó có gì khó khăn đâu, sống ở Việt Nam nói cũng khó khăn vậy à. Nếu các bạn thấy những gì tôi nói là những cái cũ, những cái đúng rồi hay là những cái đã biết rồi, ủa biết rồi thì nói đi, còn nếu không nói thì tôi nói kệ tôi, né sang một bên cho tôi nói, mắc mớ gì phản đối tôi vậy. Sống ở đời á, buồn thì khóc, vui thì cười, ok, chứ có gì đâu mà giấu cảm xúc.
Bạn cho rằng bạn giấu cảm xúc là bạn thành công à? Che giấu cảm xúc tôi cho rằng đó là một thất bại trầm trọng. Còn nhiều bạn nói ở sao không viết thư gửi cho chủ tịch nước hay này kia. Trời ơi, nếu mà hả gửi mà được hồi âm tôi đâu có làm video tôi la sùm ở trên Facebook làm gì. Buồn muốn chết luôn, có thấy hồi âm đâu. Và có ai viết được đâu. Chuyện người Việt Nam mình hả bị Tàu Cộng nó đầu độc quá hả, khắp nơi thức ăn đồ này kia, quản lý thị trường không quản lý được. Tôi buồn quá thì tôi phải lên đây tôi nói với gia đình tôi cứ nói thôi, không muốn nghe. Chuyện ngư dân chết thì cứ nói tàu lạ, nhìn một cái là biết là Tàu Cộng nó làm rồi mà hả, coi báo tức muốn chết luôn. Bây giờ phải làm sao, giờ làm gì, giờ thì phải làm video nói cho các bạn biết là tôi cũng đau lòng trong các bạn chứ làm sao. Rồi họp quốc hội rồi tổng bí thư nói là hả thích giữ hòa bình, rồi ông tướng quân gì bộ trưởng quốc phòng thì nói mất đảng là mất hết. Tôi bực mình quá, tại vì tôi thấy là mất người dân mới mất hết chứ sao mất đảng mà mất hết được. Thật ra tôi phải cảm ơn Facebook, nhờ Facebook mà tôi biết nhiều người cũng đau buồn như tôi, rồi tôi cũng đau buồn như mọi người. Mọi người biết chúng ta không có cô đơn, những cái cảm xúc của chúng ta không có lẻ loi. Lý ra phải cảm ơn những người nói ra được để nhận biết với nhau chứ. Các bạn biết không, nhìn video được share tôi cũng vui lắm đó chứ. Tại vì tôi thấy trời ơi, cả 100.000 người giống cái cảm xúc của mình. Như vậy thì tôi cảm thấy tôi không cô đơn, dân tộc Việt Nam không lẻ loi, người Việt Nam rất đoàn kết và tinh thần dân tộc rất cao, các bạn phải mừng. Tôi thấy các bạn trẻ hay mọi người nên làm như tôi. Làm như vậy chúng ta mới nhận biết được là người Việt trên toàn thế giới này, thậm chí trong nước và ngoài nước, chúng ta có chung một trái tim, chung một nhịp đập như nhau, thì chúng ta cảm thấy không bớt sợ hãi và không có cô đơn. Những người khác nói này nói nọ, tôi muốn nổi tiếng rồi tôi phản động thế này kia. Các bạn nghĩ như thế nào thì nó là như vậy, đúng không? Các bạn chỉ là sản phẩm do cái ý nghĩ của chính mình thôi. Và Phật dạy là cái ta nghĩ là cái ta là, tùy các bạn thôi. Các bạn nghĩ tôi muốn nổi tiếng cũng được. Đúng rồi, tôi làm video là tôi muốn nhiều người coi và nhiều người đồng cảm với tôi. Thì đương nhiên cái đó là sự mong muốn của tôi. Không ai sống mà không muốn lưu danh cả. Chỉ trừ khi bị ô danh mà thôi. Thì các bạn cứ làm video đi, thì nhiều người đồng cảm thì mọi người sẽ biết đến các bạn thôi, chứ có cái gì đâu. Bạn làm được, tôi làm được, tất cả chúng ta làm được. Ủa thì nó có cái gì mà thắc mắc hay là có cái gì mà phải chỉ trích nhau? Miễn là video hợp với thuần phong mỹ tục người Việt Nam và có ích. Tôi đâu có muốn may quay cuộn thì tôi làm gì đâu, tôi bình thường thôi mà. Thì bạn cũng sẽ làm được như tôi, tại sao mà bạn không chịu làm rồi bạn nói tôi này nọ. Ở đời đừng có áp đặt cách sống của mình vô người khác sống khác mình. Không có nghĩa là họ sai, thậm chí bạn không chịu nói thì tôi cũng đâu nói bạn sai đâu, tôi chỉ kêu bạn né sang một bên cho tôi làm thôi. Nói chung mình không ủng hộ thì mình cứ sống như cái cách mình đã từng, đó là lơ họ đi. Chứ đừng có đả phá, còn không thôi á, không giúp được thì đừng có hại. Là người ta biết ơn lắm rồi. Còn không nói được lời tử tế thì ok, cũng lơ đi luôn là hay nhất. Nên tôi nghĩ các bạn lơ đi để dành thời gian làm việc có ích cho bản thân các bạn. Chứ nếu mà dành thời gian để mà đả phá tấn công lẫn nhau, nó không có lợi cho tôi lẫn cho bạn. Và cũng chẳng có mang lại lợi lộc gì cho người Việt Nam hết, người Việt Nam nói chung đó. Và khi mà bạn đọc một bài nào đó hay video nào đó, lắng nghe cảm xúc của ai đó, thì bạn đừng bao giờ nghĩ người ta dạy đời bạn. Tại vì trên đời này chỉ có cha mẹ sinh ra có thể có tư cách dạy dỗ con cái, chứ không ai mà dạy bạn hết. Các bạn hãy xem những điều mà các bạn lắng nghe như là một sự góp ý, chia sẻ hay là khuyên nhủ. Các bạn có thể ghi nhận, không, các bạn không tiếp nhận nhưng mà có thể ghi nhận. Rồi để đó, rồi thời gian nó sẽ trả lời. Trên đời này á, không phải là giỏi lấy tiền của người khác nhét đầy túi mình, mà là giỏi lấy suy nghĩ của mình nhét vào đầu của người khác. Tại sao Mai nói như vậy? Là tại vì có một số bạn nói rằng những cái video, những cái status này liệu có thay đổi được đất nước Việt Nam khá hơn hay không? Liệu có một én làm nên xuân? Liệu có thế này thế nọ thế kia? Thậm chí có người cứ hay dùng những cái câu thuật ngữ như là anh hùng bàn phím, sống ảo. Sao bạn biết ảo? Nếu ảo thì tại sao người ta bắt tù người này, người ta bắt tù người kia, người ta ra lệnh cấm cái này, phạt cái kia. Đó, bao nhiêu đó bạn cũng hiểu rồi. Đừng bao giờ khinh thường bất cứ cái điều nhỏ nhặt nào, việc làm nhỏ nào của bất kỳ một ai. Tại vì có thể ngày mai những cái việc nhỏ đó nó sẽ trở nên vĩ đại không chừng.
Cũng đừng có bao giờ hỏi ai là bạn đã làm gì cho tổ quốc chưa, mà thế này thế nọ thế kia. Bạn có biết tổ quốc là ai không? Là tôi nè, là bạn đó. Cộng tất cả đồng bào lại chính là tổ quốc. Chánh quyền không phải là tổ quốc, họ chỉ là người sai vặt của chúng ta. Tại vì chúng ta nuôi họ bằng tiền thuế mà, nên chúng ta có quyền đòi hỏi họ hoàn thiện và thay đổi những gì chúng ta đề nghị và chúng ta yêu cầu. Và trên đời này không có cái thứ nào mà mạnh bằng tri thức, nhận thức và ý thức. Ok, không, đừng có nói là sẽ tăng súng đạn hay bom nguyên tử. Bạn nên nhớ, tri thức tạo ra bom nguyên tử nha. Vì thế khi mà bạn khiến một ai đó từ cái cảm xúc sợ hãi không còn sợ hãi nữa, đó là sự thành công của bạn. Dù một người không còn sợ nữa, hay là 10 người, rồi hay là cả 100 người không sợ nữa, đó là sự thành công. Còn cái kẻ gieo rắc sợ hãi cho người khác, đúng, hắn cũng thành công đó. Nhưng mà bạn có biết tại sao hắn thành công không? Tại vì hắn quá sợ bạn đi, nên hắn phải buộc gieo cái nỗi sợ của hắn chia cho bạn đó. Và cái việc bạn cần làm khi sợ hãi mà hắn gieo cho bạn đó là xem những cái đó nó giống như bụi và bạn phủi để nó bay mất. Tại vì những cái đó chỉ là nhất thời mà thôi. Mình không có chấp nhận cái câu một én không làm nên xuân. Mẹ Teresa nói rất là hay. Một mình tôi không thể nào mà thay đổi thế giới, nhưng mà tôi có thể ném hòn đá tạo nên những cơn sóng. Và các bạn may là những cơn sóng đó. Mai thấy câu nói đó chuẩn xác hơn. Tại vì câu nói đó, một ngày nào đó những cơn sóng lăn tăn đó sẽ biến thành sóng thần. Mà sóng thần sẽ cuốn hết những cái gì mà bụi phủi là bay Có đó. nhiều người thắc mắc sao mà Mai nói chính trị 4 năm nay rồi và làm rất nhiều video, viết rất nhiều bài mà sao chưa bị bắt. Rõ ràng là phản động mà. Các bạn có biết phản động là như thế nào không? Có lẽ nói cao siêu hay là định nghĩa dài dòng thì các bạn không hiểu. Thật ra nó rất là đơn giản. Động chính là động lực, phản chính là chống lại. Tức nghĩa là mình phải hành động và mình chống lại, là tức nghĩa cầm cú cầm sẹt, hoặc là nôm na cầm súng mới thành lập quân đội mới gọi là phản động. Thật ra nếu như bạn ở Mỹ hay ở tư bản cũng vậy thôi, bạn mà hành động cầm súng cầm cú cầm này cầm nọ thì ở đâu người ta cũng gọi bạn là phản động hết á. Bởi vì có nhiều người trong nước nói mình viết mấy cái bài, làm mấy cái video này là phản động là mình mắc cười à. Căn cứ vô cái video hay là mấy cái bài nói là mình chắc chắn sẽ bị tù. Đúng là không có hiểu luật pháp gì hết. Nếu như bạn có tiền hàng tỷ đồng, bạn viết sách, bạn in sách và không được kiểm duyệt bởi nhà nước, có nghĩa là nhà cầm quyền ở đâu cũng vậy, bạn sẽ bị bắt. Và bạn thành lập quân đội trái phép, bạn cũng sẽ bị bắt thôi. Còn những gì Mai viết ở trên này chỉ là lòng dân. Nói chính xác đó là lòng dân. Những bức xúc, bất mãn chính quyền, bất mãn lãnh đạo, cái đó không có phạm pháp. Chúng ta nuôi lãnh đạo bằng tiền thuế của chúng ta có quyền bất mãn bất kỳ ai. Có nhiều người cho rằng Mai không bị bắt là do Mai là Việt Cộng. Đúng, Mai là người Việt Nam sống ở chế độ cầm quyền cộng sản thì được gọi tắt là Việt Cộng. Còn các bạn ở nước ngoài sống ở chủ nghĩa tư bản, hay là Mỹ Quốc, hay là bất cứ nước nào tư bản, các bạn giống với Mai một điểm, đó là các bạn là người Việt Nam. Chúng ta chỉ khác ở ý thức hệ thôi. Các bạn ở dưới ý thức hệ chủ nghĩa tư bản, còn Mai là xã hội chủ nghĩa dưới chế độ cầm quyền cộng sản. Nhưng mà nói cho các bạn biết, ý thức hệ thì có thể thay đổi. Người Việt Nam không bao giờ. Người Việt Nam chủ nghĩa dân tộc Việt Nam là bất di bất dịch. Ý thức hệ thì có thể thay đổi. Không bao giờ có cái gì trường tồn ngoài dân tộc hết á. Như các bạn biết rồi, cái gì tha hóa thì sẽ bị đào thải thôi. Và đương nhiên, cái đào thải đó là chính người trong nước, cái người ở tại quê hương sẽ thay đổi tự động thôi. Còn có những kẻ xúi người này người kia làm này làm nọ để rồi bị bắt á, lấy cái sự bị bắt đó để mà làm cho toàn dân hoảng sợ, thì cái kẻ đó thật sự cũng chẳng tốt lành gì, không phải là nhà dân chủ. Tại vì vô tình cái sự tù tội đó sẽ khiến cho rất nhiều người trẻ, giới trẻ họ hoảng sợ, họ không dám nói gì hết. Nhưng mà trên thực tế thì không bao giờ tự nhiên mà bị bắt tù đâu. Nên hiện giờ có những cái kẻ đội lốt dân chủ
để mà làm lũng đoạn cái công cuộc và cố tình khiến cho toàn dân ở trong nước phải hoảng sợ, chứ là không ai dám nói gì hết. Chính những cái kẻ xúi dục đó mới là những cái kẻ hù cho mọi người, giới trẻ và trẻ lớn bé không có dám nói gì hết. Nên á, phải coi lại ai mới đáng sợ đó. Nên hôm nay Mai làm cái video này, Mai giải thích cho bạn bè, em cháu và nhiều người hiểu rằng không phạm luật, không phản động thì cứ nói những bức xúc của mình, không có việc gì phải sợ vì những cái kẻ đó. Những cái kẻ mà hạ đội lốt dân chủ khiến cho mọi người rùng mình bởi vì những cái tù tội của nhiều người đã hy sinh ở trong nước á, những cái kẻ đó mới đáng sợ và những cái kẻ đó mới là phản động. Còn chúng ta là người dân, chúng ta chỉ nói lên lòng dân. Cái kẻ chỉ bỏ vài trăm đô, vài ngàn đô để mua cái sự tù tội của người trong nước là những cái kẻ phản động, chứ không phải chúng ta. Chúng ta là người dân, chúng ta sẽ thay đổi đất nước tốt hơn bằng cái lòng dân. Các bạn đang bị chính những cái thành phần phản động đó hù sợ đến nỗi là không dám nói gì hết. Mai là một minh chứng. 4 năm nay Mai nói Mai không hề bị gì hết, bởi vì Mai không phản động. Nên các bạn không nằm trong hội nhóm nào, các bạn không nhận tiền nước ngoài, không nhận của những kẻ lợi dụng đó, các bạn không việc gì phải sợ hãi hết. Các bạn bất mãn cái gì các bạn cứ nói cái đó. Các bạn là chủ video của một cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc. Cổ rất là bức xúc và chửi thề dân tục vì con của cổ sống tại Hàn Quốc bị kỳ thị vì người Việt Nam vừa qua mang tiếng xấu rất là nhiều, bỏ trốn rồi này kia bla bla. Nhưng mà Mai gác qua hết những cái bức xúc trần tục, văn tục, chửi thề, Mai chỉ chú ý đến cái nội dung của cái cô gái này bức xúc thôi. Nếu là Mai nghĩ là chắc Mai còn chửi tục còn hơn vậy nữa. Tại vì bị kỳ thị là cái sự uất ức lớn nhất của nhân loại. Đừng nói là vàng đen trắng, những cái người nước da mà kỳ thị là đã bức xúc rồi, nói chi là bị kỳ thị dân tộc, chủng tộc. Khi một người họ bức xúc, những phát ngôn của họ đó nhắm vào những cái mà họ đang nghĩ, chứ không phải là họ nói là mấy anh chị coi như thế nào, sống như thế nào, là ý nói Mai hay nói các bạn đâu. Tại vì sao? Tại vì nếu chúng ta không nằm trong thành phần mà họ đang đề cập tới, chúng ta không phải là những con người xấu, những con người gây ra sự xấu hổ, thì chúng ta không có việc gì mà phải tức giận cái lời lẽ của cái cô này. Cũng giống như vừa qua Mai nói có một số người giả dạng dân chủ, giả danh dân chủ để mà trà trộn vào làm lũng đoạn cái công cuộc đấu tranh, thì tự nhiên có một số người dậy nảy lên. Rồi nghe cái chữ hải ngoại, nghe chữ dân chủ là dễ nảy lên. Nhưng mà thật ra không phải. Những người mà bức xúc chửi cô đó, hay là những cái người mà giả dạng dân chủ mà chửi Mai, thì chắc chắn bạn là loại đó nên bạn mới bức xúc. Còn thôi, bạn nghe xong bạn chỉ thở dài thôi và cảm thấy à đúng. Rõ ràng người ta không nêu đích danh bạn thì không phải là bạn, nên bạn không có việc gì mà bạn bức xúc hay là bạn xúc phạm, mạo phạm người ta. Bạn nghe để mà bạn ngẫm thôi. Còn trở lại cái vấn đề mà cái cô dâu đó nói, cổ không biết cách thể hiện và diễn đạt, cũng như không biết cách nói cặn kẽ cái ngọn nguồn như thế nào mà người Việt Nam đi đến đâu mang tiếng đến đó. Hôm nay Mai làm cái video này là có một bạn đó viết trong cái bình luận của Mai á, cái video của cô đó, và muốn Mai nói về cái cô này và những gì cô này nói. Mai thì không có muốn đề cập về quá khứ, nhưng mà nếu mình nói về cái điều này, cái ngọn nguồn ấy, thì phải nói luôn về lịch sử Việt Nam cả ngàn năm và trước giải phóng. Việt Nam thì có một cái thiên niên sử là khỏi chê vào đâu hết, rất là hào hùng, rất là vĩ đại. Nhưng mà bây giờ Mai chỉ đề cập khoảng chừng 45 năm trước thôi. Việt Nam mình phải nói là một đất nước rất là nhiều tai kiếp chồng chất, cứ liên miên và truyền miên tai kiếp. Nhưng mà chết 45 năm trước thì Việt Nam mình chia đôi đất nước có hai miền. Thì như các bạn biết, Sài Gòn và miền Bắc. Nếu những ai còn ông bà, còn những thế hệ mà trước đó sống ở hai chế độ á, ví dụ như thầy Mai hay mẹ Mai á, sẽ biết rất là rõ. Ngày xưa miền Nam Việt Nam là tiền bằng cấp, là đi đâu cũng xài được. Thậm chí nhiều nước lân cận phải đi sang Việt Nam làm thuê, làm mướn cho người Việt Nam. À,
người Sài Gòn. Còn miền Bắc thì lúc đó miền Bắc rất là nghèo. Cái này là sự thật. Sự thật các bạn tra Google hay Wiki đều có thể nói, không cần Mai phải nói nhiều, không cần Mai phải lặp lại cho các bạn biết. Rồi sau khi giải phóng, tức nghĩa là 40 năm qua, thì tiền bằng cấp của Việt Nam hiện giờ không thể mang sang nước ngoài sử dụng. Thậm chí người Việt Nam đi làm thuê bên nước ngoài. Ra dân Việt Nam thì cũng như nhau thôi, Bắc Nam cùng một dòng máu, cùng một tiếng Việt, cùng một tổ quốc, nhưng mà chỉ khác chế độ cai trị thôi. Vậy thì các bạn nghĩ coi, tại ai? Vậy có phải tại Mai hay tại các bạn không? Giáo dục là chính quyền hiện giờ nắm giữ, tiền tệ cũng chính quyền in, bằng cấp cũng chính quyền in. Rồi vậy tại sao người Việt Nam đi lao động làm thuê khắp nơi vậy? Không những thế mà còn trốn nước này trốn nước kia, làm mọi cách tìm mọi giá để lấy người này lấy người kia để rời khỏi Việt Nam để nhập quốc tịch khác. Tại sao vậy? Mà ngày 45 năm trước không có hiện tượng đó. Đáng lẽ 45 năm trước người dân Sài Gòn, tức nghĩa là Mai nè, mẹ Mai, thầy Mai, Mai là người Sài Gòn nè, giọng Sài Gòn nè, mẹ Mai, thầy Mai vẫn là người Sài Gòn, chẳng lẽ không phải là người Việt Nam, người Miên à? Tại sao những người mang quốc tịch Mỹ, quốc tịch Pháp nhưng mà cũng người gốc Việt á, sao họ không sang Hàn hay sang Đài Loan để mà đổi quốc tịch đó, làm thuê, ô xin hay lấy chồng gả vợ? Xong có vậy. Vì những người cai trị người gốc Việt của mình là ở một ý thức hệ và một chế độ không phải cộng sản, nên không có hiện tượng đó. Hiện tượng hiện giờ Việt Nam đang xấu hổ đó. Mai chưa bao giờ xấu hổ khi mà xưng mình là người Việt Nam, chưa bao giờ. Tại vì Mai biết nguồn gốc của người Việt Nam hàng ngàn năm và 45 năm trước ra sao, và Mai luôn tự hào. Mới hôm qua thôi Mai tiếp xúc một người nước ngoài, cuộc trò chuyện rất là vui, và người đó nói như vậy nè, nếu mà không gặp Mai Việt Nam, không nghe tiếng Việt thì không nghĩ Mai là người Việt Nam. Tại vì cách ứng xử và tư duy của Mai, cách nói chuyện của Mai, mọi thứ không phải là người Việt Nam. Mai ngồi Mai nói no, tôi là người Việt Nam. Người bạn đó nói không, người Việt Nam không có những cái cách nghĩ như vậy, cái lối ứng xử như vậy. Tại vì tôi tiếp xúc rồi, thế này thế nọ thế kia, nói rất là dài dòng. Xong cuối cùng Mai nói như thế nào biết không? À, bạn gặp những con người ích kỷ, tham lam, ăn cắp và mất vệ sinh, bla bla bla. Ok, đó không phải người Việt Nam. Họ nói được tiếng Việt thôi. Con người đó là họ giả dạng người Việt Nam. Họ cũng tóc đen, da vàng và cũng hao hao giống Mai vậy nè, nhưng mà họ không phải người Việt Nam đâu. Họ quốc tịch Việt Nam luôn, nhưng mà không phải, đó là người Việt Nam giả dạng. Mai mới nói, người Việt Nam không bao giờ ăn thịt lẫn nhau, hút máu đồng bào dân tộc, cướp bóc, thậm chí là ích kỷ, bỏ mặc nhau là không phải người Việt Nam. Mai nói là 40 năm nay có một số từ phía Bắc hình như giả dạng người Việt Nam, mà đang suy nghĩ, Mai đang suy nghĩ không biết họ là ai, có phải người Việt Nam hay không. Mai nói bạn nên nhớ một điều, ở phía Bắc đó là có Trung Quốc đó, nên Mai thấy là có thể là những kẻ người Tàu đó nhập quốc tịch Việt Nam giả người Việt Nam vì họ trông giống giống người Việt Nam. Những kẻ giả dạng người Việt Nam đó muốn làm hỏng thanh danh con người Việt Nam bằng cách ra những cái chiêu trò giáo dục hữu bại. Thậm chí bây giờ đầu độc người Việt Nam bằng thực phẩm, thức ăn và những cái luật mà trên thế giới này không hề có. Đó là đưa một cái bình chữa cháy, một cái bom nổ chậm đi vô xe hơi, mà biết dân Việt Nam hiện giờ rất là đông. Nếu như một xe nó nổ là ảnh hưởng đến hàng trăm xe khác và hàng trăm con người. Mà rõ ràng là bình chữa cháy là hàng của Trung Quốc, đồ độc cũng là của Trung Quốc. Thậm chí bây giờ dân Việt Nam rất là khốn khổ, phải phân biệt màu này màu nọ trong thức ăn này này kia, còn tệ hơn là một cái máy lập trình. Người dân Việt Nam đâu phải là cái máy đâu,
mà lúc nào cũng phải cảnh giác nhau, dòm trước ngó sau, đồ độc đồ này đồ kia trộm cướp khắp nơi, mà toàn là Tàu cộng ban cho không. Nên Mai mới giải thích với người bạn Mai, hiện giờ Việt Nam số người Việt Nam thật có và bị trộn lẫn với số người Việt Nam giả làm loạn khắp nơi. Người Việt Nam trên có thần linh, là người hữu thần, luôn luôn sống tốt đạo đẹp đời, không bao giờ ích kỷ, sống một cách vô thần vô tổ chức. Từ ngàn xưa giờ người Việt Nam luôn là hữu thần, thờ Phật, thờ Chúa, thờ đủ thứ đức tin, không bao giờ có cái dạng người Việt Nam mà không thờ cái gì hết. À, cái bệnh giả người Việt Nam này nó lây lan dữ lắm, nó đã lây lan khắp đất nước, nó lây lan khiến cho nhiều người bị tiêm nhiễm và trở thành không còn là người Việt Nam. Các bạn nghĩ xem, Tàu cộng bây giờ cái gì nó cũng giả được, thức ăn này nọ kia, tại sao các bạn không nghĩ nó có thể giả là người Việt Nam trong vòng 40 năm qua? Đã giả được Việt Nam thì cũng giả được cái người đấu tranh dân chủ luôn đó nha. Bạn không bao giờ đặt câu hỏi là tại sao đồ ăn, thức ăn độc của Tàu nó đưa qua với giá rẻ mà giống như cho không biết không. Thuốc độc thì nó mới cho không biết không, nó muốn xóa sổ người Việt Nam thì chỉ còn cách nó giả làm người Việt Nam để tiêu diệt người Việt Nam. Tiêu diệt người Việt Nam không tốn một binh một chốt mà còn rẻ nữa. Nó đâu cần người Việt Nam mình sống đâu, nó cần cái mảnh đất này, tài nguyên này, biển này, lãnh thổ này. Tại sao các bạn không nghĩ vậy? Mình nghĩ bây giờ các bạn ngoài phân biệt độc phẩm, hàng giả, hàng nhái của Tàu, các bạn còn phải phân biệt cả người Việt Nam giả nữa. Bởi vậy đừng bao giờ quên rằng người Việt Nam rất đáng tự hào. Người Việt Nam mình không hèn nhát, rất lương thiện, rất đoàn kết, thậm chí rất cả tin, là một cái dân tộc vô cùng thánh thiện, chất phác. Các bạn phải tự hào. Còn từ đây về sau mà ai nói người Việt Nam thế này thế nọ kia, không, đó là những kẻ giả Việt Nam và tiêm nhiễm bởi Tàu. Chúng nó đã bị đồng hóa bởi Tàu rồi, không còn là người Việt Nam dù quốc tịch Việt Nam. Thậm chí các bạn nên nhớ, cái bọn tình báo nó biết thôi, cả chục thứ tiếng, tiếng Việt Nam đâu có khó để học đâu. Và người Việt Nam đâu có khó để hóa trang thành người Việt Nam. Xâm chiếm một quốc gia, xóa sổ một quốc gia, đó là một cái công trình rất là đồ sộ. Tại sao các bạn không nghĩ tụi nó đã làm vậy với người Việt Nam mình, nên mới xảy ra cái hiện tượng như vậy 40 năm nay. Ngày hôm nay Mai nói những lời này với các bạn, thậm chí có thể ngày mai Mai bị mất tích và bị chết không chừng. Nhưng mà dù sao nó cũng đáng lắm. Đáng là tại vì xứng đáng là người Việt Nam. Và lại cho dù có xuống địa ngục cũng không uất ức, cho dù có lên thiên đàng xã hội chủ nghĩa gặp Bác Hồ cũng vinh mặt kêu ngạo. Kêu ngạo nói là Bác Hồ ơi, ông thất bại rồi, tôi vẫn là người Việt Nam, vinh danh thiên niên sử của Việt Nam, hào hùng. Và một ngày nào đó Việt Nam sẽ trở lại như biết bao nhiêu sự ngưỡng mộ của các vĩ nhân thế giới, điển hình như Lý Quang Diệu sẽ ngưỡng mộ Việt Nam như ngày nào. Ý thức hệ của những đứa giả dạng Việt Nam sẽ biến mất và sẽ trở lại với chủ nghĩa dân tộc, tư duy Việt Nam, lãnh đạo Việt Nam, người Việt Nam chính hiệu. Đây thì có những câu hỏi rất là quen thuộc, lặp đi lặp lại inbox và hỏi Mai. Không sợ thì sao mà cứ làm video nói hoài, không sợ thì sao mà cứ viết những cái điều cấm kỵ. Mai sợ chứ, sợ mất việc, sợ bị làm phiền, sợ gia đình bị quấy rối, sợ này sợ nọ sợ kia, sợ như bao nỗi sợ biết bao nhiêu người trong nước 40 năm qua sợ. Sợ đến mức mà Mai cảm thấy chính cái nỗi sợ của Mai nó giam cầm Mai. Và Mai nghĩ sợ hãi chính là cái nhà tù duy nhất của chúng ta, chứ không phải là
bất kỳ một cái tác động nào xung quanh cả. Và cái sợ lớn nhất chính là sống với cái nỗi sợ vừa qua quá lâu, không muốn sống với nó nữa bởi vì nó quá đáng sợ. Và Mai chưa bao giờ nghĩ Mai viết hay nói bất cứ điều gì cấm kỵ hay là cái điều gì mà không nên, không đúng. Mai nghĩ rằng Mai đã làm đúng đắn. Mà cái gì Mai khinh bỉ thì Mai sẽ không sợ nữa. Mai khinh bỉ bản thân mình, và Mai khinh bỉ những người im lặng, và Mai khinh bỉ những cái xấu. Mà đã khinh bỉ thì không còn sợ nữa. Bộ bạn sợ là nỗi sợ nó không tìm bạn. Bộ bạn sợ là sẽ không bao giờ tới phiên bạn. Sao bạn biết được? Vậy thì tại sao không đối diện với nó? Không tránh được thì đối diện đi. Sự thật là chúng ta đóng thuế nuôi chính quyền. Sự thật là họ phải nghe theo chúng ta thay đổi và hoàn thiện. Không có gì sai cả. Và ý thức hệ có thể thay đổi. Không bao giờ có một cái gì đó mà trường tồn. Nó phải thay đổi theo cái vận hành của thế giới. Và nếu như bạn không thay đổi, tôi không thay đổi, thì tự động bạn đã bị đào thải khỏi cái xã hội. Cuộc sống là người ta cầu tiến tốt và tốt hơn nữa, tốt và lại tốt hơn, chứ không thể nào dày được rồi. Được rồi là được sao? Nhìn thế giới vận hành đi, được rồi, chấp nhận à. Hài lòng và chấp nhận những gì mình đang có, đó chỉ là những cái an ủi trong cái phạm trù cảm xúc giữa người với người và tình cảm xung quanh bạn bè gia đình. Không có nghĩa cái điều đó nó dùng cho một đất nước, một quốc gia. Là một công dân, tôi muốn đất nước của tôi, người dân của tôi được sánh bằng những cường quốc khác. Đó không có gì sai hết. Chúng tôi có quyền đòi hỏi nhà nước phải thay đổi để cho chúng tôi ngẩng đầu cao. Và nếu như chính quyền không thể làm được thì chí ít cũng đừng để chúng tôi xấu hổ và oan ức. Nhất là đối với chuyện Biển Đông, tôi rất là ghen tị với một trẻ em ở bên Mỹ có thể gửi thư cho Tổng thống và được hồi âm. Tôi cũng đang ước gì tôi có thể đặt câu hỏi cho chính quyền để rồi được hồi âm về chuyện biển đảo. Tôi rất muốn biết bao giờ chúng ta mới chuyển tàu như Philippines. Tôi rất muốn biết bao giờ mới có thể cấm được những hàng độc phẩm mà tàu thải sang Việt Nam. Mỗi lần họp quốc hội chi trả hàng tỷ, trong đó cũng có tiền đóng thuế của tôi và tất cả những người dân. Bởi vì tôi nghĩ tôi có quyền thắc mắc và nhận được hồi âm. Và tôi vô cùng thắc mắc, trong vô số thắc mắc, là tại sao tất cả các bạn trẻ, nam phụ lão áo, tất cả những người trên đất nước này không đồng loạt thắc mắc như tôi. Tại sao không biến câu hỏi tôi có sợ hãi không thành câu thắc mắc đó? Tôi thấy các bạn cứ thắc mắc tôi có sợ không? Đổi câu hỏi đi. Còn một số bạn nói là tôi thắc mắc trên đây, tôi làm video trên đây, tôi viết trên đây, chính quyền không có nghe đâu. Sao các bạn biết không nghe? Tôi biết họ nghe nên tôi mới viết, và tôi biết họ nghe nên tôi mới thắc mắc. Các bạn có biết một khi các bạn là lên internet dùng 3G hay là wifi là các bạn đã đóng thuế nuôi nhà nước rồi đó. Vậy các bạn có quyền đó. Thậm chí điện thoại mà bạn đang cầm để lắng nghe video của tôi nói đó, thì cũng chính là các bạn có đóng thuế nuôi nhà nước đó. Thì các bạn đủ quyền công dân để thắc mắc, và họ có trách nhiệm hồi âm mà. Còn tại sao họ làm lơ và họ không hồi âm? Thì các bạn tự suy ngẫm xem. Sau khi Mai tố cáo con Hồ Thị Xuân Hương lên HTV7 và Đời Sống Pháp Luật với báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, là Mai đã không muốn nhúng vô những cái vụ tố ăn chặn từ thiện nữa. Lần này chỉ là một sự tình cờ thôi. Có một con nhỏ em nó muốn đóng góp cho Tô Trần BV, hay còn gọi là Hoa Xương Rồng. Người này đang kêu gọi cho một cái bé bị phỏng. Nó hỏi Mai về bà này. Mai mới đi vô trang bả thì Mai thấy cũng một lối giống như con Hồ Thị Xuân Hương. Đó chính là đăng tài khoản ngân hàng cá nhân nhưng mà không hề đăng sao kê. Ok, nên Mai đặt một cái nghi vấn. Và Mai đặt cái nghi vấn đó trên chính trang Facebook của Mai, chứ Mai cũng không có tag cho ai hay là đăng lên trang của ai. Ok, một cái nghi vấn với cái tư cách một người công dân, y như cái vụ của Hồ Thị Xuân Hương. Mai mong bà này minh bạch. Mai liên hệ với các nhà báo, đưa cái link Facebook của bà này cho tất cả các nhà báo để các nhà báo có thể làm việc như vụ của Lan Đàm, Vũ Thị Phương Anh và Hồ Thị Xuân Hương.
Vụ của con Hồ Thị Xuân Hương là Mai và một số mạnh thường quân đã thuê luật sư, hiện đang chờ triệu tập vì đã tố cáo con Hồ Thị Xuân Hương đó phạm tội theo điều luật 139 là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, và theo điều luật 122 đó chính là vu khống và phỉ báng Mai, lập ra một cái trang những trang khuất tất để mà hạ nhục nhân phẩm. Nên Mai không có thời gian nào mà Mai dính líu vô cái vụ Tô Trần Vi Bi hay còn gọi là Hoa Xương Rồng hết. Nhưng mà trong vòng 2 ngày qua có một hiện tượng, đó là bà ta truy lùng địa chỉ của Mai. Các bạn muốn biết bà ta ghi gì thì các bạn coi trên link mô tả. Còn nếu mà vô không được Facebook của bà ta, tại vì có khi bà ta tự khóa Facebook mà bà ta nói là bà ta bị hack. Ok. Không những vậy, sau khi mà bà ta mở lại Facebook thì có một số ca từ thiện đã không cánh mà bay, tức nghĩa là nhà báo không thể vô soi được những cái ca từ thiện đó, tức nghĩa là xóa mất tiêu rồi. Bây giờ hỏi các bạn có quyền đặt nghi vấn chứ. Một người đặt nghi vấn thôi mà bà ta đã truy tìm địa chỉ, chẳng lẽ 1.000 người bà ta truy đủ 1.000 người. Mà Mai chỉ là đặt nghi vấn trên trang của Mai nha. Ta đi sang một cái trang mà Mai đăng kiện là do cái nhóm con Hồ Thị Xuân Hương nó lập ra để nhục mạ nhân phẩm của Mai. Và bà ta cũng căn cứ vào đó mà nhục mạ thôi, coi như là cũng phỉ báng Mai luôn. Thậm chí bà ta còn vô Facebook của Mai là hâm là sẽ gặp Mai, bạn bè Mai, ép hết tất cả những người bạn trong danh sách của Mai nữa. Ủa, mắc cười quá vậy. Mai chỉ là đặt nghi vấn, Mai đâu đi sang trang ai để mà đăng đâu. Và nếu như bà ta là một người tốt thanh bạch thì đợi nhà báo xác minh đi. Trong thời gian xác minh thì bà ta cứ có thể lẳng lặng mà kêu gọi từ thiện, mà tại sao lại đăng Facebook rao với mọi người địa chỉ của Mai đâu. Mai 4 năm nay là Mai chỉ nói đề tài chính trị xã hội, Mai không bao giờ muốn dướng vô mấy cái chuyện này. Nhưng mà đẩy đưa đẩy Mai buộc phải dướng vô. Trang của Mai rõ ràng là chỉ là dùng để nói chính trị xã hội, không phải là dùng làm mấy cái chuyện này. Mà Mai cũng không phải là người kêu gọi từ thiện hay là bán hàng online hay là giành giật khách khứa gì của mấy đứa này, chỉ là trang thông tin. Các bạn thử dò trang của Mai đi, Mai nói chính trị trang Mai nó còn đông hơn là hả nói về mấy cái đứa tào lao thiên đế này. Nói cái bạn bè hả nó giận nó đi luôn á chứ đó, nó đâu có thèm nghe về mấy cái con này. Mà giống như mấy con này nó là một lò chui ra, tức nghĩa là mình mà kêu nó minh bạch tài khoản ngân hàng giống như là chù cha mắng mẹ nó hay cái gì, tự nhiên hả nó đi tấn công cá nhân của mình, nó làm một đống nít ảo vô nhục mạ mình, dựng kịch bản về cuộc đời của mình. Nào là làm đĩ giật chồng phản động rồi tùm lum tà la, nó làm như Mai giành giật khách khứa gì của nó. Mai đâu có kêu từ thiện đâu. Các bạn cha cha của Mai đi, Mai làm quái gì kêu từ thiện hay bán hàng hay giành giật cái gì của nó mà không hiểu nữa. Làm hàng trăm cái nick ảo đi vô spam, trời thông báo hả cả ngàn cả trăm cái thông báo mà không phải thông báo của bạn bè về tin tức chính trị, bực mình dễ sợ luôn á. Mình đang muốn biết về ngư dân, biết về biển cả như thế nào, tàu như thế nào và đại hội đảng họp ra sao, người nào sẽ được làm tổng bí thư thủ tướng mới, mà mấy con này nó làm phiền dễ sợ luôn á. Rồi đã vậy còn kia lùng giang hồ nữa, sợ quá à. Giả tự thanh thủ xạ là tự nhiên hương mắc bớ gì đi rau lên rồi đi tìm địa chỉ của Mai, nào là Mai là công nhân rồi Mai thế này Mai thế nọ thế kia rồi tùm lum tà la hết á. Chi vậy sao không lo đi kêu cái từ thiện đi, rồi Mai đăng chứng minh nhân dân đó với cái hợp đồng thuê luật sư đó, rồi hả công văn thụ lý cách đây hồi tháng 10 á đó. Nếu mà muốn kiện, muốn làm gì, muốn đến gặp Mai thì đến đi, làm gì mà hả đăng Facebook truy lùng nghe thấy ớn quá vậy. Các bạn bấm vô cái link mô tả đó, bà ghi rất là rõ ràng, trời ơi ghi giống như là hả truy lùng để mà coi như xử kín hay bịt miệng hay cái gì, chứ không phải là truy lùng địa chỉ để mà kiện Mai.
Hôm nay Mai đang ngồi ngoài cà phê mà Mai coi như đi chơi mà còn bực bội nữa. Bực bội là tại vì bắt đầu mấy người bạn chửi nữa, nói nửa hết Hồ Xuân Hương và Hoa Xuân Đồng, bộ mày muốn bắt hết ăn chặn từ thiện trong cái xã hội này hả? Tôi nói thẳng với bà nha, tôi Trần BV Hoa Xuân Đồng, tôi không phải là đối thủ của bà, mà người bà cần đối diện á chính là báo chí đó, chứ không phải là tôi đâu. Tại vì tôi không có rảnh nữa, làm ơn đi. Muốn kiện tôi vu khống á thì search Google cái điều luật đó, chứng minh đó, số chứng minh đó, địa chỉ đó rất là rõ ràng. Công văn công an vừa gửi cho tôi hồi tháng 10 về cái vụ con Hồ Xuân Hương á, mà bà nói địa chỉ nào. Bởi vậy á, đừng có sợ quần. Hồ Thị Xuân Hương nó là dân quận 8, dân xăm chỗ, mà tôi còn không coi nó ra cái đám ôn gì á, tôi còn vịnh đầu nó, bà là cái gì mà bà hăm dọa tôi. Chánh quyền tôi còn chửi nữa, chứ đừng nói hả bà là cái gì ha. Ở đó mà khoe bằng đẳng cấp. Ôi bà làm từ thiện kiểu gì mà hội chữ thập đỏ đưa bởi một thúng bằng khen luôn, nghe thấy sợ, dễ sợ. Ừ, bạn bấm vô link mô tả coi, trời có ớn không? Trời bằng đảng mà làm như là ghê gớm vậy, trời bằng tiến sĩ giáo sư nó mua đầy vậy, chứ đừng nói bằng khen. Làm từ thiện mà hả cần được bằng khen nữa. Người ta một là làm âm thầm, trời biết đất biết, giống như tôi nè, thậm chí bỏ tiền túi là thấy mẹ luôn, chứ đâu có đăng, đâu dám đăng lên đâu, đăng lên mất hết công đức làm sao. Trời ơi làm ghê quá à. Bạn hỏi sao Mai không kêu gọi từ thiện đi, Trang Mai Đông mà kêu gọi làm gì? Tôi đưa cho mọi người thông tin và tôi cảnh báo lừa đảo, thậm chí đưa những cái kiến thức cho mọi người, cái đó cũng là hình thức từ thiện, chứ đâu phải là kêu gọi tiền bạc là từ thiện đâu. Còn tôi từ thiện là tôi bỏ tiền túi, tôi không kêu ai hết. Nếu mà không có tiền thì tôi đi hát mà miễn phí, hay cái hát gì cho trẻ mồ côi rồi này kia, tôi bỏ cái công sức tôi ra, mắc mớ gì tôi phải kêu này kêu nọ kêu kia, lấy tiền của người khác rồi để khi biến bằng thành cái bằng khen rồi khen mình, mà trong khi là tiền của người khác. Hôm nay Mai làm video này xong, Mai không có nói về cái con mà tô Trần BV hay là Hoa Xương Rồng nữa. Mai giao nó cho nhà báo rồi. Những người mạnh thường quân nào mà cổ phiếu nó mà muốn nó minh bạch hay gì liên hệ nhà báo đi. Còn thôi inbox Mai, Mai cho email của nhà báo. Mai làm video là Mai đã cảnh giác mọi người rồi, phải suy nghĩ kỹ trước khi gửi tiền vô một cái tài khoản cá nhân kêu gọi trên Facebook. Còn không thôi phải đến một cái hội nào đó uy tín, chứ không thể nào mà gửi tiền cho cá nhân. Các bạn gửi cho cá nhân họ không sao kê rõ ràng, các bạn tuyệt đối không bao giờ gửi. Còn nếu các bạn gửi rồi nói xin lỗi, các bạn tiếp tay cho tội ác đó. Rồi đến lúc mà các bạn tức không có ai hạ binh vực được các bạn đâu. Mai không lên tiếng và mọi người không lên tiếng, tại vì các bạn không biết đâu, mấy cái con này thứ nhất nó du côn, nó giang hồ và nó hay tấn công cá nhân. Nó hay bịa đặt này nọ kia để mà hả coi như là xúc phạm mạ lụy cái người mà muốn nó minh bạch, thậm chí nó block người ta, cho người đến nhà dằn mặt người ta, truy lùng người ta, là các bạn hiểu sao rồi đó. Bởi vậy đụng đến chén cơm của nó, la làng lên nghĩa là đụng đến chén cơm của nó. Nó không sợ công an mà nó sợ dư luận. Các bạn những người có tâm tỉnh táo lại giùm Mai, nói thật đó, tỉnh táo lại. Mai không có mong các bạn sẽ là nạn nhân của những cái cuộc kêu gọi bà láp bà xàm không phải là hả những cái nơi uy tín để các bạn gửi gắm. Còn trang của Mai là trang truyền thông, trang thông tin mà thôi. Mai không phải là nghệ sĩ, Mai cũng không buôn bán trên này, Mai không là ai cả, Mai giống như các bạn thôi. Mà Mai chỉ nói chính trị thôi, không có thích nói mấy cái chuyện này. Bạn có thể vô trang Mai kiểm chứng, Mai chỉ nói chính trị thôi, Mai không có thích nói mấy cái đề tài này. Tại vì những cái đề tài này thì nói thiệt nha, thiện nguyện mà mạnh ai nấy lo, hồn ai nấy quản, lòng ai nấy giữ, không thể nào mà có thể sống thai. Mai rất là bức xúc là tại vì Mai cảm thấy rất là xót xa cho những con người có lòng tốt mà bị lợi dụng. Mai chúa ghét ai lợi dụng, tham ô, ăn chặn, hối lộ này kia là ghét lắm luôn á. Những cái con mà nó đã ăn trên xương máu người nghèo, nó không có lương tâm đâu, nó không từ bất cứ thủ đoạn. Những ai mà la to lên như Mai á là nó không từ bất cứ thủ đoạn đâu. Đó, nó đang truy lùng Mai đó. Cuộc sống này đặt câu hỏi và thắc mắc không có gì là sai hết. Tôi chỉ thắc mắc tại sao tiền tệ của Việt Nam và thành phố này không phải là Nguyễn Sinh Cung hay Nguyễn Tất Thành. Tiền tệ tại sao không có hình các vua chúa Việt Nam? Những người mà chửi rủa tôi, những người đó chưa bao giờ đọc những cái bài báo mà nói về một trẻ em.
thắc mắc với Tổng thống Mỹ là tại sao tiền tệ lại không có phụ nữ, chỉ toàn là đàn ông, và được trả lời rất là lịch sự. Thậm chí Tổng thống Mỹ còn đưa ra kiến nghị sẽ cân nhắc là có in tiền những người phụ nữ có công hay là vĩ nhân, danh nhân nào đó của đất nước họ. Thậm chí về danh xưng của Việt Nam mình, bác chú cô gì, thì rõ ràng bác tức nghĩa là anh của ba thì được gọi là bác. Còn Hồ Chí Minh, ông Hồ không là gì của tôi cả, tại sao tôi không gọi là ông? Tôi hỏi các bạn, có những người vẫn còn sống xem tuổi của ông Hồ hay là thua ổng một ít tuổi thôi, làm sao mà có thể gọi là bác được? Có thể là gọi là chú, hoặc là có thể gọi là anh Hồ, đúng không? Cái tên mà Nguyễn Tất Thành hay là Nguyễn Sinh Cung, tên Nguyễn Sinh Cung là tên tên thật của cha mẹ ông Hồ đặt. Tên đẹp như vậy của cha mẹ mình, tại sao không đặt là thành phố Nguyễn Sinh Cung? Nhất thiết là bên Tàu có cái ông chủ tịch tên là Hồ Cẩm Đào thì ở Việt Nam phải có cái chủ tịch tên là Hồ Chí Minh. Đâu có nhất thiết. Họ Nguyễn là họ lừng lẫy của Việt Nam. Quá đẹp. Đẹp hơn họ Hồ rất nhiều. Còn cái chuyện mà thần tượng ông Hồ, tôi không thần tượng ông, là quyền của tôi. Tôi đâu có bắt các bạn phải thần tượng những người tôi thần tượng hay là ghét những người tôi ghét. Sao tôi hổn được? Và không phải, không có ông Hồ thì vua chúa Việt Nam vẫn có mà. Ví dụ như vua Ngô Quyền hay còn gọi là Tiền Ngô Vương đã đánh thắng trận Bạch Đằng, có thể xua đuổi được quân Nam Hán là thần tượng của tôi. Hay là Đức Trần Hưng Đạo là thần tượng của tôi. Tôi có quyền chứ. Nói không có ông Hồ thì dòng họ mày có ngày hôm nay không? Thế này thế nọ kia, sao mày sống? Ủa? Nếu mà vậy vua Ngô Quyền rồi mà Trần Hưng Đạo, những người đó có chứ ông Hồ mà. Vậy không có những người đó ông Hồ sao sống? Không có những người đó bây giờ đây là thành Trung Quốc rồi, Việt Nam á, là Tàu rồi. Ủa? Vậy tôi biết ơn ông Hồ hay là biết ơn những người đó? Đó là quyền của tôi. Mà tôi thấy biết ơn những người đó còn hay hơn. Là bởi vì nhờ ông Hồ và đảng của ông Hồ nên giờ Hoàng Sa, Trường Sa bị chiếm tùm lum hết. Ở Việt Nam bị đầu độc khắp nơi hết. Rồi thành đưa nước, đất nước rất là nghèo. Tiền bác Hồ đem ra cũng không xài được, bằng cấp không xài được, cái gì cũng được. Tiền tệ bằng cấp ra nước ngoài không có xài được. Nó giống như tiền vàng mã, còn bằng cấp khỏi xài luôn. Chỉ có xài trong quốc nội. Ủa sao kỳ vậy? Nước không có tiếng súng nhưng mà 5 năm mà chết gần 50.000 người. Rồi trộm cướp khắp nơi, ung thư khắp nơi, chí tham nhũng là coi như khét tiếng thế giới, mang tai tiếng khắp nơi, nói người Việt thế này, người Việt thế kia, ăn cắp ăn trộm, rồi là một đất nước chặt chém du lịch, rồi khách du lịch rất là sợ hãi, giống như vô một cái động cướp vậy. Còn khi mà tôi nghĩ về thần tượng của tôi, các vua, tôi cảm thấy người Việt Nam đáng tự hào quá. Một đất nước bé tẹo mà chống được Tàu, và không bao giờ Tàu có thể làm gì được Việt Nam hết. Phải nói là tôi vô cùng tự hào khi mà nghĩ đến các vua của chúng ta. Nếu mà còn họ, biển đảo hiện giờ ngoài kia, tôi nói thiệt nha, Việt Nam coi như thí mạng, không còn một mạng người Việt Nam vẫn lấy lại. Chỉ ngư dân một người chết thôi, chứ đừng nói 2 năm qua biết bao nhiêu người chết. Tôi tin các vua của chúng ta sẽ vận động toàn quốc để mà bắt cái thằng Tàu trả giá. Các bạn thấy không? Khi tôi nói về vua của chúng ta, không có ai phản đối hết. Không có bị dọa giết. Tôi nói về thần tượng của tôi, thần tượng mà chính các bạn, dù các bạn có thần tượng ông Hồ, các bạn cũng đang thần tượng những người thần tượng của tôi. Không ai dọa giết, không dọa tôi hết á. Trời, còn gì? Khử nó, bắt tù nó sẽ chết thê thảm. Trời, các bạn vô coi cái star search của Mai, hâm Mai quá trời luôn. Con cháu của bác kỳ ghê. Mai là con cháu của vua Hùng, Mai là con cháu của vua Ngô Quyền, Đức Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng. Nên Mai không bao giờ hâm ai. Bởi vậy, nó khác biệt ở chỗ đó đó. Nói cho con cháu của bác và đảng nghe nha. Hâm dọa thế này kia ở tư bản là tội hình sự đó. Có thể các bạn đi tù trước tôi. Còn tôi thắc mắc mà mấy bạn nói tôi sẽ đi tù là đi tù. Sao đi tù gì thắc mắc à? Tôi thấy ở các nước tư bản không bao giờ tôi nghe cái câu mà phải đời đời nhớ ơn ông Washington hay đời đời nhớ ơn ông Lý Quang Diệu hay là mấy người đó, phải
bắt con cháu hay những cái người trong trong nước của họ hay dân tộc của họ nhớ ơn, thậm chí cũng chẳng bao giờ ép ai mà xây đài xây tượng để nhớ ơn. Tại vì nếu là một vĩ nhân, họ không muốn ai nhớ ơn họ hết, họ muốn chết đi trong cái sự vô danh, nhưng mà do mình nhớ ơn họ mà thôi. Đã là vĩ nhân, họ không bao giờ muốn dân của họ, dân tộc của họ, từng người dân tốn kém tiền thuế này thuế kia để xây này xây kia hay là làm biển gì họ hết. Tiền đó họ muốn lo cho người dân nhiều hơn. Những người đó không bao giờ họ nói con cháu của họ và dạy con cháu của họ là ai mà không nhớ ơn họ hay là ai không thành kính họ là phải giết tụi nó, phải bắt tụi nó vô tù, phải cầu cho tụi nó chết thảm, phải nói tụi nó là chó mèo thế này thế kia. Vì thế Mai nói nha, các bạn đang tự làm xấu mặt ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản nói riêng và Việt Nam nói chung. Khi mà các bạn có cái thái độ hăm dọa, thách thức, Quốc là nơi của người Mỹ, rất nhiều đa quốc gia online, họ mà vô thấy các bạn hăm mai kiểu đó, họ nói, ồ, thì ra đúng thật là Việt Nam không có tự do ngôn luận là sự thật. Sự thật rất là đau đớn, tự do ngôn luận này không có bởi những người dân với những người dân. Vậy thì các bạn tiêm nhiễm bởi ai vậy? Các bạn bị nhiễm bởi Đảng Cộng sản, chính quyền. Thì ra trong đầu các bạn, ai mà nói không đúng ý là muốn kêu công an bắt nó, phải triệt nó, phải giết nó, phải nói chết thảm. Thì ra đây là đất nước 40 năm được giáo dục như vậy đó. Cháu ông Hồ là như vậy đó. Mình xin khẳng định các vua của chúng ta không bao giờ dạy con cháu mình mạ lụy, hăm dọa bất cứ ai mà không tôn sùng họ, dù họ là vua. Vậy thì hãy xem lại, các bạn là người Cộng sản hay các bạn là người Việt Nam?